Xin chào các bác nhá. Đây hôm nay bọn em đang vệ sinh cái lô loa BNC bát 40 này. Chúng ta nó đẹp đẽ rồi đẹp xong các bác đây. Thì xin thưa các bác luôn là ngày hôm nay em Sơn rất là vui mừng khi được về cho mình đây là một lô bát 40 của hãng BNC nhập khẩu chính hãng tại Made in Italia các bác nhá. Chắc chắn hàng xịn tuổi của dòng BNC phải làm Made in Italia rồi. Thì các bác cứ lên với những dòng loa BNC thì bác tép thì các bác lên trên em Amazon chúng ta tra là có giá ngay. Thì đây là một đồng loa BNC hàng chính hãng 100% luôn. Và nó rất là gấu bác ạ, lỗ thông hơi phía trước. Đấy. Với cái thùng nó là thùng sơn cát, chống trầy và như là chống nước các bác nhá. Lòng này làm sự kiện cực kỳ phê luôn. Thì đặc biệt là cái dòng BNC này thì trong cái lô này là em khoái nhất. Bởi vì như các bác đã biết rồi, như chưa ngày hôm nay em đã tham khảo giá đấy. Thì chúng ta không nói về hàng bãi đi, chúng ta nói về hàng mới thì chúng ta biết được là cái dòng loa này nó nằm ở phân khúc nào. Thứ nhất với một chiếc bát của BNC này á, với cái mã là 15PL76-8 ấy, thì hiện tại bây giờ giá một chiếc bát này nếu về Việt Nam nó dao động tầm khoảng 20 triệu cho một chiếc bát. Đấy hàng mới nguyên hộp các bác, hàng mới nguyên hộp, mắc quá rồi đúng không ạ? Một cặp bát mất 40 triệu rồi. Một chiếc thép BNC D610-8 này bây giờ các bác mua về Việt Nam dao động tầm khoảng hơn 30 triệu một cặp. Thực sự là với một đôi loa này mới thì giá các bác sẽ ước chừng được khoảng bao nhiêu đúng không ạ? Nhưng đương nhiên đó là hàng mới, em không nói là cái hàng của em là hàng mới và hàng của em nó là hàng bãi xịn và đang còn zin đét 100%. Đấy. Và cái giá em xuân bán thì chắc chắn là giá làm mềm được trên chục triệu một cặp thôi. Cái này thì vệ sinh xong em báo giá các bác. Thì đặc biệt là đôi loa này bác nào mà nhà không gian rộng này, nhà không gian rộng hoặc là làm sự kiện ấy, thì đôi loa này các bác chơi thì quá phê luôn, cực kỳ đẳng cấp các bác ạ. Đấy, số lượng thì cũng không quá nhiều bác nhé. Em về được mấy cặp BNC với là mấy cặp TSG, có cả TSG này thì em sẽ để quay cho bác sau cái TSG nhé. Còn đây là BNC các bác ạ, nhìn đã lắm. Đấy, dòng này bát 40. Đấy, bát 40 các bác nhá. Côn 76. Đấy, côn 76 sện nhện 4 lớp này. Nhìn xin lỗi, nhện là 4 sóng này. 4 sóng cao ấy nhá. Phần tần thì cực khủng rồi. Đấy, các bác nhìn là phần tần nhìn xịn sò đó. Đúng chất BNC luôn. Và đặc biệt cái dòng loa này các bác nhìn là BNC xịn này, nó sẽ làm bông là bông thủy tinh nhá. Bông thủy tinh. Do là cái bông thủy tinh nó lúc nào khoảng khi sử dụng đều phải dùng có một cái màng bọc các bác ạ thì mới dùng được. Chứ này không màng bọc là nó bay ngứa lắm. Đây, tất cả những dòng loa của BNC nó sẽ có một cái màng bọc ở đây. Và họ tiêu âm rất là kỹ bác ạ, tiêu âm cả đáy này, tiêu âm cả bên hông này và tiêu âm cả khoang kép luôn. Thực sự là với những dòng loa mà hàng VIP thì họ mới dám chơi kiểu đấy, chứ còn mấy khi mà thường thường các hãng người ta chỉ làm có một chút bông ở đây này. Rất là sơ sài các bác. Thùng vách của BNC thì họ làm rất là dày, phải nói là cực kỳ dày luôn. Các bác nhìn thấy rất là mê đúng không? Nhìn nó quá mê luôn á, đẳng cấp luôn á. Phân tần cực kỳ xịn sò này, phân tần các bác nhìn này. Bác nhìn này thôi nha, phân tần này nó linh kiện, toàn linh kiện mắc tiền thôi. Sử dụng đây là toàn tụ Benic nhá. Tụ Benic của Đức luôn. Thì các bác biết giờ một con tụ Benic bây giờ nó thuộc vào những tụ Benic này, Zotac này, Solder này. Đó là những con tụ tứ đại tụ mắc tiền ở trong karaoke rồi. Một cái tụ là mấy chục đô la một con, rất là mắc, vài trăm đến triệu đồng một con là rất là bình thường. Đấy, rất là kinh khủng các bác. Thùng vách họ là giá cố rất là chắc chắn này. Hộp tép thì hỏng đúc nhá, rất là dày luôn nhá. Nhìn này, hộp tép rất là dày luôn. Nói chung là nhìn rất là xịn sò các bác ạ. Số lượng thì không có nhiều, hiện tại bên em cũng đang vệ sinh thôi. Dòng loa này thì các bác biết rồi. Với dòng BNC thì hiện tại trên thị trường thì hàng nhái nó quá nhiều. Cho nên nhiều anh em không biết được là BNC nó giá như thế nào. Một cái chiếc bát BNC này bây giờ trên thị trường người ta bán hàng nhái được cho các bác này nó có bao nhiêu đồng nữa? Khoảng là 1-2 triệu, khoảng hơn 2 triệu một cặp. Thì các bác cứ tưởng là hàng xịn, thực ra nó đâu phải hàng xịn các bác nghe nó choán vèo à. Những chiếc loa hàng xịn này, từng cái tem này. Và tất cả hàng BNC nó sẽ không có sản xuất ở China các bác nhá. Riêng bát tép của BNC và bát tép của RCF chắc là sẽ sản xuất tại 100% tại Made in Italia và nhập khẩu nguyên bát nguyên tép về, chứ không có chuyện là lắp ráp hay là sản xuất tại Trung Quốc đâu, hay là một nước thứ hai đâu. Cho nên một số người cái hiểu nhầm mà nó tất cả là sản xuất tại Trung Quốc, đó là các bác không biết thôi. Những người không hiểu về âm thanh mới nói câu đó. Cái còn riêng BNC và RCF 100% sẽ là phải sản xuất tại Made in Italia mới hàng xịn. Còn đương nhiên hàng nhái đó in gì họ in, hàng nhái chúng ta không nói. Đấy, một chiếc tép này bây giờ hàng nhái này, một cặp này bây giờ họ bán có hơn triệu đồng như mấy. Đương nhiên là nghe nó rất là chán, chúng ta nghe nó chói tai rất là khó chịu. Các bác tự nghe một những con tép xịn của BNC xem, nó rất là phê luôn. Hàng nhập khẩu ấy đâu phải là hàng vớ vẩn đâu các bác. Nó nhìn này, những cái chiếc tép được qua bao nhiêu năm sử dụng này mà cái lớp kẹp từ vẫn đang ở trắng tinh này, vẫn đang còn như rất là xịn sò, không bị xùi gì hết. Chất lượng mà nó cưng khủng luôn. Những cái từ nằm trầm nó như rất là mịn luôn. Từ tính nó rất là cao. Các bác để một cái ốc này nó hít rất là mạnh, nhưng thôi những dòng nó bát đều ấy, cái từ trắng bệt. Những cái dòng đều các bác nhìn thấy cái từ trắng bệt và nó đâu có hít đâu các bác.
nhưng nó chán lắm, nó chẳng ra cái chó gì cả. Đấy, các bác dùng hàng xịn nó sướng lắm. Đấy, thì nhiều bác khách nội hiện tại đang thích cái dòng BNC hàng chính hãng này được của cái hàng em số đốc đỏ á. Thì liên hệ với em các bác nhá, số lượng nó không có nhiều bác ạ. Thùng thì con này nó gần như là thùng cân, nó gần nó hơi cân một chút để chúng ta làm được một cả monitor to cũng được luôn. À, làm được monitor to cũng được để gia đình cũng đẹp luôn. Nhà này bác nào rộng chơi một đôi này được, dùng sắp các bác ạ. À, nhà bác nào rộng chơi được cặp này thôi là ok lắm rồi. Ê căng thì nó là ba bên ngoài các bác nhá, nó ba bên ngoài rất là đẹp. Đấy. Ê căng này đang vệ sinh em chưa lắp vào các bác. Thì cái này em sẽ vệ sinh ra ngon lành hết rồi lên sóng các bác sau. Đấy, thì bác nào thích liên hệ với em các bác nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Giá đôi loa này em tiết lộ đi một chút nhá. Giá đôi loa này á, nó chỉ rẻ bằng một chiếc tép mới thôi khi bác mua chính hãng này. Cả một cặp loa bao gồm hai phân tần, hai bộ thùng, một cặp bát, một cặp tép, nhưng giá của nó chỉ bằng một cái tép này chúng ta mua mới về Việt Nam. Ok, rất là rẻ các bác nhá. Ok các bác.